Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa toàn thể cô bác anh chị em kính mến, thì được biết hôm nay là ngày 27 tháng Chạp năm Bính Thân mà gia đình chúng ta có đi du sơn hành hương và cứu trợ, và trở vào đây là điện U Minh của núi Ông Két để chúng ta gặp gỡ như ý để trao đổi. Kính thưa quý vị, thì khi Đức Thầy xa vắng có để lại một pho tàng pháp bảo. Đức Thầy cho biết là pháp thí là quan trọng nhất, mà hôm nay pháp thí cũng liệt vào cái phần đầu. Thế nên hôm nay là quý vị cùng nhau để trao đổi, để nghe. Thì Đức Thầy cũng cho biết nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hương nghĩa làm theo đắc đạo. Thật kính thưa quý vị, để hôm nay bắt nhịp cầu giao cảm cho bao nhiêu ý để trao đổi cùng quý vị hôm nay, thì chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng đạo chính tiêu sẽ thành lòng phụng âm lại lời dàn tiếng ngọc của Đức Thầy. Và trước khi đồng đạo làm bổn phận, ủng hộ cho ông chàng phó tay. Và trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến, được biết hôm nay là ngày 27 tháng Chạp, cũng là ngày mà phái đoàn của chúng ta đã đi du sơn và có đến giếng non Ông Két. Vậy tôi xin nhắc lại bài giếng non Ông Két cho quý ông bà cô bác thưởng thức. Nam Mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát tội lòng thay, tức cảnh thi văn nhà một bài, cô tưởng ước mơ về nhược thủy ngặt gì không cánh lấy gì bay, giác xác phàm phu giếng non đòi hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Chữ sơn bãi núi đều quý từ thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lui chân chở gót hài, dậy hỏi chư thần mau nối gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cay. Lầu đài núi Cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên giải dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý ông, quý bà, quý cô bác, chư đồng đạo gần xa kính mến. Và nhân hôm nay là ngày 27 tháng Chạp năm 2016, là một ngày thứ hai mà chúng ta có mặt ở tại vùng Thất Sơn để thăm viếng và lễ bái những dấu tích mà người xưa đã để lại, để ôm lại những sự tích huyền bí ở những cảnh núi non huyền diệu như thế này. Xin hỏi quý cô bác, ngày hôm qua tới giờ mình đi có mệt không ạ? Ông con không biết sao mà nói khỏe là hơi có chút gió lòng rồi đó nha.
Dạ. Ở đây giống như là mình được lên, hồi nãy mình đi ngang sân tiên á cô bác, giống như mình được lên cõi tiên vậy đó. Nên đây nó rất là mát mẻ, rất là thoải mái. Phải mà mình phải ở đây có vài cái cốc mình xin lên đây tu được ha. Không mà con ngưỡng mộ với cô bác mình lắm. Tại vì mình làm được một cái việc mà khó có ai làm được. Tại vì cô bác biết ngày hôm qua mình đi cứu trợ đó, phải không? Là hai điểm cho người dân tộc. Mà hồi đó giờ con nghe ta nói là những cái người mình thương yêu lẫn nhau như con một cha, không phân biệt máu đỏ da vàng. Ngày qua mình cứu trợ da đen luôn đó. Không phân biệt. Dạ, mình không có phân biệt mà. Dạ. Nên khi hồi sáng đi thấy, con thấy mấy bà cụ mình đi lên núi, lên cái dốc ở đường núi ông Cát, thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà thôi, mình đi, dạ, mình đi chuyến này là mình giải quả căng nha quý ông bà cô bác. Ai chuyến này về hết quả căng coi chừng mình đắc đạo luôn rồi đó. Dạ. Chuyến này về tới phương cực lạc một đàn rồi ha. Dạ. Kính thưa quý ông bà cô bác, ở những nơi thất sơn huyền diệu như thế này, đây cũng là một dấu tích ngày xưa mà Đức Thầy Ngài cũng đã từng viếng qua đây. Ngày trước Đức Thầy Ngài có đăng sơn 4 lần. Ngài có đi qua núi Tà Lơn, rồi núi Ông Cấm, rồi núi Cô Tô và có đi ở núi Ông Cát. Rồi Ngài cũng có đến các điện chư thần, rồi sân tiên này kia. Thì những cái điểm mà nãy giờ quý cô bác cùng con mình đã từng đi, mình đã đi ngang đó, mình đã viếng qua. Thì đó là những cái điểm mà ngày xưa Đức Thầy Ngài đã đi qua. Thì mình đi viếng với cái mục đích thứ nhất là để lễ bái và cầu nguyện. Thứ hai là để tưởng nhớ lại đấng từ bi ngày trước người đã chịu biết bao nhiêu gian khó cực nhọc để mà ra đời khai sáng đạo, để dìu dắt tất cả chúng sanh lên bến bờ giải thoát. Thì cực khổ của mình sáng giờ quý cô bác ơi, nó không có bằng một cái phần lẻ nào của Đức Thầy ngày xưa cả. Tại vì ngày xưa Đức Thầy ngày ra đời, cô bác đọc lại những cái câu chuyện bên Thầy, hay là đọc lại sấm thi, hay là trong cái bước đường chuân chuyên của Ngài, thì rất là nhiều cái điều gian khó. Tuy vậy nhưng mà Đức Giáo Chủ Ngài đã quyết lòng thuyền bát nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Cho nên dù có gian lao đi chăng nữa thì Ngài vẫn bền lòng để mà dìu dắt chúng sanh lên bến bờ giác ngộ. Vậy thì ngày hôm nay lên đây thì đến những cái địa điểm mà Đức Thầy Ngài đi ngang thì con cũng cảm thấy nhớ Thầy. Cô bác có nhớ Thầy không? Nhớ. Dạ. Thì mình nhớ Thầy nên mình ráng lo tu nha quý cô bác. Nên gì cũng nhớ lại đấng tôn sư ngày trước. Vì vậy nên hôm nay con sẽ kể cho quý cô bác nghe một câu chuyện bên Thầy nha. Dạ. Thì vào ngày rằm tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy Ngài có dẫn một số tín đồ đi viếng vùng núi. Trong cái chuyến đi đó thì gồm có như ông Sáu Thường, ông Hai Phổ, rồi ông Xã Bộ, vân vân, tổng cộng là có 6 người, với Đức Thầy nữa là 7 người. Thì lúc này 7 thầy trò gặp nhau ở tại Châu Đốc, rồi Đức Thầy Ngài mới kêu tín đồ là thôi, bây giờ mấy ông đi lên trên núi Trà Sư để mà làm lễ mộ của ông Đạo Le đi. Ông Đạo Le còn gọi là ông Đạo Sơm, tức là người mà đã từng chữa bệnh cho Đức Thầy lúc mà Ngài bị bệnh đó cô bác. Thì thế là 7 thầy trò mới đi lên núi Trà Sư. Đi lên núi Trà Sư thì thầy mới hỏi có nhang không, để lấy ra để mà thắp nhang cho mộ của ông Đạo Le. Thì trong đoàn người đó nói là có nhang, Đức Thầy Ngài mới đốt nhang lên và cắm trước mộ của ông Đạo Le. Ngài mới nói với 6 ông tín đồ là các ông quỳ xuống lại ông Đạo Le đi, còn phần tôi thì các ông kính được rồi. Thưa quý cô bác, Đức Thầy Ngài tuy mặc dầu là một vị Phật, tuy nhiên Ngài rất là khiêm tốn. Trong sấm giảng quý cô bác lật lại hết cuốn sấm giảng đi, chưa có một chỗ nào mà Đức Thầy Ngài kêu mình phải quỳ xuống để lại Ngài cả. Cho nên hôm nay vì cái lòng tôn kính Đức Thầy quá thì mình chỉ xá thôi đúng không cô bác? Mình xá chỉ có 2 xá thôi chứ không có lại Ngài. Nên sau khi mà làm lễ ông Đạo Le xong,
thế là bảy thầy trò mới đi sang núi Ông Cát, tức là cái núi mà mình đang ngồi trên đây đây. Đi dọc đường á cô bác, Đức Thầy ngài mới gặp một cái tảng đá rất là lớn. Ngài mới dừng lại, ngài ngắm một chút. Ngài mới nói là chà, thạch thần vắng lâu quá, vắng không có bao lâu mà sao mau lớn quá vậy. Thế là bảy thầy trò cùng đi tiếp. Khi đi đến núi Ông Két, lên tới sân tiên, Đức Thầy ngài mới hỏi mấy ông trong đoàn là mấy ông có viết hay có phấn gì không. Ý ngài là muốn dùng phấn để viết lên trên mấy cái tảng đá cái gì đó mà mấy ông tín đồ không có biết. Nên mấy ông tín đồ mới nói là dạ thưa thầy, chúng con không có viết cũng không có phấn gì cả. Lúc này Đức Thầy ngài mới lập tức ngài ngâm cái bài thơ là non tiên gió mát toại lòng thai, tức cảnh thi văn nhã một bài. Mà bài thơ hồi nãy là bà Chính có ngâm cho quý cô bác mình đó. Thì sau này khi tổng hợp giảng thì Trung ương mới đặt tên cho bài thơ này là Biến Non Ông Két. Thì sau khi mà ngâm xong thì cũng ngồi bảy thầy trò mới ngồi vòng tròn nói chuyện như con với cô bác mình đây nè. Thì nói chuyện, Đức Thầy ngày mới đọc cái bài Thu Đã Cuối. Thu đã cuối bắt lai ra thổi, xét cõi lòng chạnh nỗi thương tâm, canh tràng thổn thức đứng nằm, thuyền ba xe ngựa ù ầm bên tai. Ngài đọc mới có 4 câu rồi cô bác, rồi Đức Thầy mới dừng lại. Ngài dừng lại rồi ngài mới ngó ngang, ngài nói cái gì đó mà ông Sáu Thường trong chuyến đi này, ông Sáu Thường ông thuật lại là ông không có nghe được. Thầy đang nói một cái tiếng gì với ai đó mà trong 6 ông tín đồ không ai biết cả. Thế là ngồi một hồi lâu, Đức Thầy ngài mới hỏi, ngài mới hỏi 6 ông tín đồ là bây giờ trong các ông á có ai biết chữ Nho không. Thế là mọi người đề cử ông Hai Phổ. Ông Hai Phổ rất là rành chữ Nho. Đức Thầy mới kêu ông Hai Phổ là bây giờ ông giải thích cho tôi 4 chữ giọng Bắc Hòa Nam. Ông Hai Phổ mới dâng lời thầy, ông mới giải thích, dạ thưa thầy, chữ vọng có nghĩa là ngóng trông, mong đợi. Bắc tức là miền Bắc, Hòa tức là hòa hiệp lại với nhau, Nam tức là miền Nam. Vọng Bắc Hòa Nam tức là hai miền Nam Bắc hòa hợp lại với nhau. Thì lúc mà Đức Thầy ngài kêu giải thích 4 chữ giọng Bắc Hòa Nam này ở cô bác, thì trong 6 âm tín đồ không ai biết cái ý của Đức Thầy là như thế nào cả. Nhưng mà sau này khi mà xem lại những cái dòng lịch sử thì chúng ta mới thấy á, là lúc mà Đức Thầy ngài đi núi là tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Thì vào cái thời đó là đất nước mình còn liền, Bắc Nam vẫn chưa có chia cắt. Cho đến khi ký kết hiệp định Geneva với Pháp ở tại Paris á, tức là vào ngày 26 tháng 4 năm 1954, thì lúc này đất nước mới chia ra hai miền Bắc và Nam. Cho nên Đức Thầy ngài kêu ông Hai Phổ giải thích 4 chữ giọng Bắc Hòa Nam, tức là ngài muốn nói rằng, nhắn nhủ với tín đồ rằng cái ước mơ của ngài là muốn cho đất nước được xâm vậy. Nên Đức Thầy ngài không những là một vị hoạt Phật lâm phàm ra đời để dạy đạo cứu đời, mà ngài còn là một vị anh hùng hết lòng vì nước, hết lòng vì dân tộc, luôn mong mỏi cho đất nước được hòa bình và dân tộc thì được sum họp, không chia cắt, không phân biệt. Thôi thì mình đóng ngoặc cái chỗ giọng Bắc Hòa Nam lại. Đức Thầy sau đó rồi đó, ngài mới đọc tiếp cái bài Thu Đã Cuối. Thì ngài đọc cái bài Thu Đã Cuối được vài câu với cô bác, ngài mới ngó ngang. Ngó ngang tiếp tục, ngài mới nói với mấy ông là có gì cho tôi hay nghe. Đức Thầy nói vậy mấy ông cũng không biết là Đức Thầy đang nói cái gì, ám chỉ điều chi. Nói thiệt với cô bác nha, tại này là một vị Phật nên mình không biết là trong ngài có sự quyền di gì đó. Chứ còn như con tự nhiên đang ngồi với quý cô bác đây, tự nhiên con hỏi có gì cho tôi hay nghe, cô bác hỏi con bị gì lâu chưa quá, phải không? Nhưng mà dạ, nhưng mà trên cương vị là một vị Phật nên mình lại càng thắc mắc hơn, không biết là Đức Thầy ngài với một cái ý định gì tự nhiên sau ngài xây ngăn, ngài gặp tín đồ cái ngài nói là có gì cho tôi hay nghe. Nhưng mà có một điều lạ cô bác, sau khi mà Đức Thầy ngài nói câu đó xong đó thì có một cái con chim phụng hoàng từ xa bay tới. Chim phụng hoàng cô bác gặp chưa, đẹp lắm, rực rỡ lắm,
con cũng biết tại thấy trong tranh vẽ thôi, chứ con cũng chưa gặp ngoài nữa. Dạ. Thì trong tranh vẽ thiệt mà. Dạ. Dạ, diễn tả để cho người khác biết là mình tường tận lắm, nào ngờ chỉ gặp trên tranh vẽ thôi. Nhưng mà đại khái thì mình cũng xem trong sách rồi, thì con chim phụng rất là đẹp, rất là đẹp. Khi bay tới thì câu chuyện này là do ông Sáu Thường thuật lại. Ông Sáu Thường thì lúc đó ông ngồi đối diện với Đức Thầy cũng như một vòng tròn nè cô bác. Đức Thầy ngồi ở, ví dụ như Đức Thầy đang ngồi ở đây thì ông Sáu Thường ngồi đối diện lại. Ông Sáu Thường ông thuật là lúc đó cái con chim phụng hoàng á, nó ở cách ông khoảng vài mét. Thì nó mới từ trên cao nó xà xuống, rồi nó xòe hai cánh ra, nó đập đập giống như là đang cúi đầu, giống như là đang hành lễ với Đức Thầy. Lúc này ông Thái Phổ ông mới thấy lạ, ông mới la lên, ông bàng hoàng ông la lên, nói thầy, chim phụng nó quỳ xuống nó hành lễ với ngài kìa. Lúc này Đức Thầy mới cười, rồi ngài mới bảo với ông Thái Phổ là: ông Hai à, con chim mà nó muốn đậu đâu nó đậu, nó bay đâu nó bay, nó muốn đáp nó đáp, muốn làm gì nó làm, chứ có gì đâu. Ông Thái Phổ không chịu, ông nói thầy, hồi nãy con thấy rõ ràng là nó xuống, nó cúi đầu nó hành lễ thầy mà. Nhưng mà Đức Thầy lại khẳng định một lần nữa, thầy nói đã tôi nói với ông rồi, con chim mà nó muốn bay đâu thì nó bay, nó đậu đâu thì nó đậu, chứ có gì đâu. Thưa quý cô bác, thế là Đức Thầy nói vậy thì ông Hai Phổ cũng lặng im. Thì một lúc sau Đức Thầy ngài mới nhìn chim phụng, thầy mới nói là thôi được rồi, chào ta nhiêu là đủ rồi, bay đi đi. Thưa quý cô bác, thế là chim phụng mới bay đi. Khi mà chim phụng vừa bay đi đó cô bác, thì Đức Thầy ngài mới nói một câu, nói một câu mà trong tín đồ ai cũng thắc mắc và không biết là ngài, không biết là những chuyện như thế này sẽ xảy ra như thế nào. Ngài đã để lại trong lòng người tín đồ rất là nhiều thắc mắc. Ngài mới nói một câu là: tôi nói cho mấy ông biết nha, mấy ông thấy tôi khùng điên điên vậy đó, chứ sau này tôi là quân sư nhà Nam à. Đức Thầy ngài khẳng định một câu mà ngài nói trong một cái giọng rất là cứng rắn và quả quyết. Ngài nói như vậy đó quý cô bác. Thì sau khi ngài nói như vậy xong, rồi ngài mới thấy trong tín đồ ai cũng sửng sốt, ai cũng bất bình hết, ai cũng bàng hoàng trong người. Đức Thầy ngài mới nói thôi, mấy ông bình tĩnh lại đi, có gì đâu, trời mưa rồi kìa. Không có, con đang diễn câu chuyện cô bác, trời không có mưa. Trời không có mưa. Dạ. Thầy nói là trời mưa, con chỉ diễn câu chuyện thôi. Dạ. Đó đang... Tại vì lúc đó cũng là khoảng 12 giờ trưa, 12 giờ trưa ngày rằm tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Thì vào lúc đó ông Hai Phổ nói: thầy ơi, trời trong lành mà chỉ có đám mây nhẹ thôi, sao đám mây nhỏ thôi mà sao thầy nói mưa. Rồi hồi nãy trong cái bài thơ mà, trong cái bài thơ thầy ngâm hồi nãy có cái câu là hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay mà. Rồi Đức Thầy ngài mới nói thôi, thấy vậy đó, lát trời mưa không được, bây giờ mình đi về. Mấy ông mới năn nỉ ở lại, nói thầy sao tự nhiên đi về, trời thời tiết trong lành mát mẻ giống như bữa nay vậy đó với cô bác. Con không biết hôm đó sao mà con nghĩ chắc giống bữa nay vậy đó, thời tiết cũng nhẹ nhẹ, từng làn gió thổi vào làm mái tóc của mấy ông mấy bà mình bay bay được. Dạ, thì con nghĩ là trời hôm đó chắc cũng trong lành như hôm nay vậy đó. Nhưng mà Đức Thầy ngài không chịu, ngài bắt buộc anh em tín đồ phải đi về. Thế là sáu ông cũng đành phải nghe theo lời của thầy thôi, cũng xuống núi, cũng đi về. Khi mà đi về tới nhà bàn, thầy mới kêu là thôi, bây giờ anh em thì ai về nhà nấy đi, cần phải lánh mặt. Thì không bao lâu sau quý cô bác, thì cái phe ông đội dạo ở bên Tân Châu mới đi qua, mới báo với chính quyền ở địa phương, mới nói là ở trên núi hiện giờ có 7 tên gian đạo sĩ đang ở trên đó. Thì không bao lâu sau thì những cái tiếng nổ á quý cô bác, những cái tiếng nổ súng bắt đầu vang lên ở trên cái vùng núi Ông Cát này. Cô bác thấy linh nghiệm chưa? Chỉ có một vị hoạt Phật, chỉ có một vị Phật mới có thể biết được điều đó thôi.
chứ người phàm chúng ta làm sao mà biết được. Cho nên hôm nay mình trở về đây, hồi nãy mình đi ngang sân tiên đó, là mình phải tự hào vì mình được. Biết đâu những cái vết chân mà quý ông bà cô bác được bước lên hồi nãy là những cái vết chân mà Đức Thầy mình đã đặt lên rồi sao, phải không? Biết đâu mình được đứng lên cái chỗ mà Đức Thầy ngày đứng ngày xưa, rồi giờ mình trường sinh bất lão luôn rồi sao? Dạ. Thôi, mà nói nghe, đừng có mong trường sinh bất lão, ta bà khổ lắm cô bác ơi. Sắp Tết tới nữa nè. Tết đối với nhà đời á cô bác thì đó là một cái niềm vui đúng không? Người ta được mua quần áo mới, được này kia kia nọ, được tháng giêng là tháng ăn chơi ha. Người ta tập trung vào, người ta bỏ hết các công việc làm ăn để mà nghỉ ngơi rồi thoải mái rồi ăn chơi này kia kia nọ. Nhưng đối với người đạo của mình đó cô bác, đó là một cái nỗi lo. Cô bác có thấy là những ông bà mình ở đây đã lớn tuổi nè, mỗi năm tóc mình cứ bạc đi nhiều, tức là tử thần đã báo cho mình biết thời gian không còn dài nữa để phải quyết tâm để mà lo tu. Dạ. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi mà, phải không? Nên đối với người đạo mình thì phải cố gắng lo tu, chạy đua với thời gian mới được quý cô bác ơi. Cho nên qua các câu chuyện ở tại vùng núi non linh thiêng mà con kể cho quý cô bác nghe về câu chuyện bên thầy, để chúng ta cùng ôm lại những kỷ niệm mà những nơi mà Đức Thầy ngày xưa đã từng viếng qua, đã từng đi qua, để cùng nhớ lại ngày xưa Đức Giáo Chủ của chúng ta đã từng trải qua một thời kỳ gian truân sóng gió để đem đạo lành ban rải khắp nơi nơi trong bá tánh, để cho mọi người được thấm nhuần lý tưởng từ bi bác ái của nhà Phật, để mà quyết tâm lo tu hành cho đến ngày giải thoát kiếp trần ai. Chuyến này đi về đó quý cô bác, mình cố gắng mình về nhà. Chuyến này mình đi là mình, hồi nãy con nói là mình đã giải quả căn rồi đó nha. Chuyến này mình về là phải cố gắng ăn chay cúng lại niệm Phật và làm lành, để rồi đến một ngày chung cuộc mình được diện kiến Đức Phật, Đức Thầy. Chứ bây giờ cứ tối ngày nhắc lại giảng Thầy, cứ tối ngày kể những câu chuyện bên Thầy mà không gặp được mặt Thầy tức lắm cô bác ơi. Bởi vậy phải ráng tu sao mà gặp Thầy mới được. Cô bác ở đây là nhớ nha, mình phải gặp Thầy mới chịu nha, còn không gặp Thầy là không có chịu. Nên mình phải tu, tu chừng nào mà tới gặp Phật, gặp Thầy thì thôi. Do đó cô bác mình hãy cố gắng bền chí lo tu, giống như mình đi lên trên cái đoạn đường mà lên núi Ông Cát hồi nãy vậy đó cô bác. Cô bác thấy mệt không? Rất là mệt. Nhưng mà mình kiên trì, mình lên tới đây, mình ngồi trước một cái ngọn gió, rồi trước một cái nơi núi non hùng vĩ như thế này, rồi mình được cùng ôm lại những lời dàn tiếng ngọc, rồi được nghe đạo pháp. Cô bác mình thấy là chuyện hay ho không? Dạ. Do đó mình tu, mình phải cố gắng, mình phải cố gắng chớ nản chí quý cô bác, đừng có nản chí. Ngài đã khuyên là chớ nản chí, đường tu bỏ liếc. Mình phải cố gắng kiên trì vượt khó, để cố gắng đến một ngày nào đó mình về nơi cõi Tây Phương thanh cao thánh thượng rồi thì đâu có còn mệt nhọc khổ sở gì đâu ha. Cô bác đồng ý không? Dạ. Nên thôi quý cô bác ơi, mình phải cố gắng ý thức được cái trách nhiệm và bổn phận của người tín đồ, để đền đáp lại cái tấm chân tình mà Thầy Tổ đã đối với mình rất là mặn nồng, rất là sâu sắc. Ngài đã cho biết là ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Ngài có còn nói một câu là chớ Thầy đắc đạo bỏ con sao, đường xá xa xôi Thầy nguyện cầu Phật thần ban rải huệ linh màu, cho con yên ổn thân đôi chút, chớ dễ nào Thầy quên trẻ đâu. Do đó Đức Thầy Ngài luôn canh cánh nhớ về tín đồ, thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Ngài luôn canh cánh nhớ tới tín đồ, do đó là bổn phận tín đồ mình phải luôn nghĩ cho Thầy Tổ, nghĩ cho tất cả nhân loại chúng sanh mà quyết lòng lo tu. Vậy thì chuyến này hẹn quý cô bác gặp nơi Long Hoa Đại Hội nha. Dạ. Nãy giờ mình đi lên sân tiên, cô bác thấy tiên mà còn mát cỡ này, lên Cực Lạc mát cỡ nào nữa. Dạ. Do đó thì
thời gian thì cũng không có nhiều. Thôi thì con cũng cảm ơn toàn thể quý ông bà cô bác, tất cả cũng đã ủng hộ cho cái chương trình và cái chuyến đi cứu trợ và hành hương của mình diễn ra rất là thành công. Bây giờ mời quý cô bác cho một tràng vỗ tay. Dạ. Tràng vỗ tay này là để tán dương một công ơn của toàn thể quý cô bác ở đây và công ơn của các mạnh thường quân đã đóng góp để cho chuyến đi này được thành công. Cô bác biết mỗi một cái đĩa ký sự mà mình làm ra đó thì có rất là nhiều quý ông bà cô bác người ta phát tâm. Thì từ đó người ta, những người dư giả đó, giống như ông nội từng nói là gò băng chủng đó, mà lấy trên gò băng xuống dưới chủng. Dạ. Rồi mày lấy câu ông nội ta, ông nội nhà đó nó ra rồi đó mấy đứa đi. Dạ thưa quý cô bác, nên mình phải lấy rọ gò băng trũng ha. Mình lấy những của những người dư thừa khá giả để băng, để gửi đến cho những người nghèo khổ túng thiếu. Thì đó chính là một lý tưởng của nhà Phật. Do vậy hôm nay với một cái ký sự của mình đi như vậy đó quý cô bác, tuy mặc dầu là rất là cực khổ, con cũng cảm thấy tội nghiệp quý bà cô bác mình thiệt á. Giống như là bảo đâu làm đó vậy đó. Thấy ngồi đây, phải ngồi đây để quay phim, phải đứng ở đây để làm cảnh vậy đó, mà cô bác mình ai đấy cũng cười làm. Dạ. Cũng nghe lạo chân nhau. Dạ. Thì cái tinh thần này á cô bác ơi, tinh thần này không phải ai cũng có được đâu. Tinh thần này là một tinh thần hòa hảo, là một tinh thần mà Đức Thầy Ngài đã từng ước mơ thế giới lân hòa hảo. Nhà Phật con tiên hé miệng cười. Chỉ có tinh thần hòa hảo mới có thể là cao thượng và tốt đẹp mà hy sinh đến như vậy. Chứ con gặp mà mấy ông bà mình là rất là cực khổ. Con thấy là mặt mấy ông bà cô bác mình đi lên núi là không còn một miếng máu luôn. Dạ. Chính con nè, con năm nay mới 15 tuổi, còn rất là khỏe, còn rất là mạnh luôn đó cô bác. Vậy đó mà con lên đây là con còn muốn thở hổn hển không nổi nữa. Mà quý ông nhìn mấy bà, mấy ông trong đoàn mình nãy có thấy ông cụ lớn tuổi lắm mà vẫn đi lên đây. Dạ. Mấy ông cụ, mấy bà cụ rất là tội nghiệp nhưng mà vẫn quyết chí lên đây. Con cũng rất là tán dương cái tinh thần này. Cảm ơn quý cô bác rất là nhiều đã ủng hộ cho chuyến đi của con được thành công và tốt đẹp. Vậy thì cuối lời, mong quý cô bác mình nhớ một câu này nha. Nhớ một câu mà người xưa ta hay nói là đông đã hết mà lòng mê chưa hết, xuân đã sang mà tịnh độ chưa sang. Nhớ câu này để mình tu chứ không gì cô bác ơi. Cứ mỗi mùa đông về cái mình nói sao đông đã hết mà lòng mê chưa hết, phải không? Sao xuân đã sang mà tịnh độ mình chưa sang. Do đó nhớ câu này để mình làm phương châm nha. Cứ mỗi mùa xuân đến mà mình chưa tiến thêm một chút nào nữa là mình phải lấy ra để mà cố gắng niệm Phật càng nhiều hơn nữa để sớm được diện kiến Đức Phật, Đức Thầy nơi Long Hoa Đại Hội. Vậy thì con cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác một lần nữa. Vài câu nữa đi. Dạ. 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 Thôi ở đây mới ở tiên à, nên mình nói vừa thôi. Lát mình lên Cực Lạc mình hả nói nữa. Dạ thưa quý cô bác, thôi thì á, Đức Thầy Ngài có một ước mơ là cho tất cả mọi người cùng quyết chí. Thuyền Ngài đã ước mơ là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về Cực Lạc một đàn. Do đó con cũng xin kính chúc cho toàn thể quý ông, quý bà, quý cô bác và anh chị em trong chuyến đi lần này, và khi đi, khi về được vạn sự bình an. Và khi về nhà mình sẽ sum vầy với gia đình và hưởng được một mùa xuân an lạc như ý cát tường. Và nhớ đến bổn phận và trách nhiệm của mình, quyết chí lo tu, lo niệm Phật để đến ngày chung cuộc được diện kiến Đức Phật, Đức Tôn Sư. Với ước mơ của Đức Thầy là ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh hơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.